Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị. Tạp chí Nam Đô từng bình chọn Trịnh Sản, Dương Tử, Trần Đồng Vũ và Quan Hiểu Đồng là tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X được làng giải trí công nhận. Và sau 5 năm thì số phận của các nữ diễn viên này đã có nhiều thay đổi, nhất là Trịnh Sản. Thứ nhất, Trịnh Sản. Ngay vai diễn đầu tay, Trịnh Sản đã may mắn được trao vai nữ chính trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Thành công của phim đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1991 được yêu mến, trở thành nữ thần thanh xuân được săn đón hết mực. Dù càng về sau này, Trịnh Sản càng bị chê bai về diễn xuất một màu, vướng nhiều phốt thái độ cũng như gương mặt biến dạng vì lạm dụng dao kéo, nhưng tên tuổi của nữ diễn viên vẫn nổi như cồn, là gương mặt đắt show từ chương trình truyền hình đến các hợp đồng quảng cáo. Nhưng chỉ sau vài ngày kể từ khi Trịnh Sản bị tình cũ Trương Hằng vạch trần nhờ người mang thai hộ nhưng không thiết tha chăm sóc các con, đã đẩy danh tiếng bao năm vất vả gây dựng của nữ diễn viên thành công cốc. Trịnh Sản bị yêu cầu rời khỏi làng giải trí vì đạo đức không có, suốt nhiều năm cứ thích đóng vai nạn nhân. Vừa qua thì Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia đã ban hành lệnh phong sát như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tiểu hoa đán này. Thứ hai, Quan Hiểu Đồng. Gia tài phim ảnh của Quan Hiểu Đồng vô cùng đồ sộ với hơn 100 tác phẩm, đặc biệt là với tác phẩm Người đàn ông tốt, Quan Hiểu Đồng dù sinh năm 1997 vẫn được Nam Đô tạp chí xếp vào hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X cùng các đàn chị. Nhưng Quan Hiểu Đồng vẫn loay hoay tìm hướng đi cho mình, khả năng diễn xuất được cho là hạn chế, lại không có mắt nhìn kịch bản khiến nữ diễn viên liên tiếp gây thất vọng. Dù có nhiều lợi thế, Quan Hiểu Đồng vẫn chưa thể bứt phá. So với Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba thì Quan Hiểu Đồng bị cho là ngày càng kém xa. Các vai phụ của nữ diễn viên có thể đảm nhận khá tròn vai, nhưng khi vào vai chính thường gây hụt hẫng vì khả năng diễn xuất nhiều lỗ hổng. Thứ ba, Trần Đồng Vũ. Xuất thân là mưu nữ lang, Trần Đồng Vũ từng bị nhận xét khó có cơ hội tiến xa hơn trong nghề vì hạn chế về ngoại hình. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã chứng minh điều ngược lại, tập trung vào mảng điện ảnh, Trần Đồng Vũ từng bước xây dựng nên cơ đồ. Năm 2016, Trần Đồng Vũ được ghi nhận là nữ diễn viên xuất sắc giải Kim Mã, trở thành 9X đầu tiên giành được giải ảnh hậu với tác phẩm Thất Nguyệt và An Sinh. Tạp chí Nam Đô từng xếp Trần Đồng Vũ vào hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X vì nhìn thấy được sự cố gắng trong diễn xuất của cô. Em của thời niên thiếu là tác phẩm giúp Trần Đồng Vũ làm nên lịch sử khi giành liên tiếp hai giải thưởng quan trọng nhất của Kim Tượng và Kim Kê. Điều này đồng nghĩa với việc sau Châu Tấn, Trương Tử Di, Trần Đồng Vũ là người trẻ nhất được tam kim ảnh hậu. Thứ tư, Dương Tử. Dương Tử có nhiều kinh nghiệm diễn xuất vì xuất thân là sao nhí, được khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, nhất là ở mảng phim truyền hình. Nữ diễn viên sinh năm 1992 liên tục gặt hái được thành công với vai diễn trong tác phẩm Chiến Trường Sa, Chu Tiên Thanh Vân Trí, Hoan Lạc Tụng, Hương Mật Tựa Khói Xương, Cá Mực Hầm Mật. Không sở hữu ngoại hình sắc nước hương trời nhưng Dương Tử lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rất riêng cùng khả năng diễn xuất thượng thừa. Nữ diễn viên cũng được đánh giá cao vì có mắt chọn kịch bản, nâng đỡ bạn diễn. Dù chưa thể làm nên lịch sử như Trần Đồng Vũ nhưng với thực lực của Dương Tử, khán giả hoàn toàn có thể hy vọng vào danh hiệu thị hậu trong tương lai không xa. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.